Dạ chào thầy, hôm nay em xin thuyết trình về về bài kiểm tra hồi hôm trước là mạch là gồm có BC18F4550 hai IC chốt và phía mặt trận và bốn cái bê đoạn. Và ban đầu là cốt, đây là cốt của em, là ban đầu là khai báo hai thư viện, là đây là thư viện K44 là phía mặt trận. Còn tiếp theo là khai báo biến, là khai báo biến này là 8 bit, cái này là 1 bit, còn cái này là 16 bit là bit. Rồi ban đầu là ở đây là khai báo mảng, là gồm có hai mảng. Rồi do chương trình chính của em là gồm có set up bộ IC chốt, là gọi IC chốt, còn đây là gọi timer là T0 exit level 2, có nghĩa là nhắn xong là ăn liền, nhắn xong là tác động liền. Còn T0 deep 1 là có nghĩa là chỉ cần tác động vô counter một lần là nó tác động. Còn set trick B03C là gọi bọt C do phím ma trận được nối vô bọt B. Còn set timer 0 là ban đầu là cho timer 0 là bằng 0. Còn xuất led 4 đoạn, 4 led 7 đoạn, 4 số là ban đầu là xuất led 4 led 7 đoạn, là led thứ nhất là không hiển thị số nào hết, led thứ hai là hiển thị một dấu gạch ở dưới cùng, thứ ba là dấu gạch ở dưới cùng, còn thứ tư là không hiển thị. Còn ban đầu là gán x với y bằng 0, là y nhỏ là bằng 0. Rồi do vào vòng lặp là ban đầu cho mã phím MB là bằng K44 là bằng cái số trong phím mặt trận. Còn nếu đây là hỏi là nếu mà có nhấn phím mặt trận hay không, rồi nếu mà có thì là nếu mà MB mà bé hơn 10, có nghĩa là từ 0 tới 9, thì đây chuỗi là AB0 là bằng AB1. AB0 đây, à đây là AB0 bằng AB1. Có nghĩa là cái này là khi mà nhắn là nó sẽ dồn qua, ban đầu nhắn số 1 là nó sẽ nằm bên left bên phải trước. Mình nhắn bên số 2 thì số 1 sẽ chuyển qua bên trái và số 2 sẽ dồn lên. À số 1 sẽ dồn trước và số 2. Thành ra số 12. Ta x bằng y, rồi y bằng mã phím, là ban đầu là nhấn mã phím trước, bây giờ nhấn số 2 thì y nó bằng 2. Còn rồi nó sẽ mã phím này xuất led 4 led 7 đoạn 4 số ở đây AB0 AB1. Còn nếu mã phím bằng 10, có nghĩa là chữ A và là cái này là mảng đầu của nó đây, thì nó có khác cái này không, có khác dấu gạch ngang không. Rồi nếu mà thỏa điều kiện thì y bằng 0, nếu y bằng 0, ban đầu y bằng 0, rồi nó sẽ cho timer counter chạy, ban đầu counter bằng 0 thì dạ đây, nếu mà đây là nút B, nếu mà khác B thì sẽ tiếp tục làm mà vào mảng bên trong. Set timer đây là nhắn là tác động liền, đây là một lần timer xuất 4 lấy bài đoạn ra, và khi mà timer bằng 1 thì T0 là đây chia nguyên, còn đây là chia dư. Nếu T0 mà lớn hơn đây có nghĩa là tính ra số tập phân. Rồi T0 mà lớn hơn số này thì nó sẽ trở về 1. Rồi và gán lại. Còn nếu mà MB mà bằng 11, có nghĩa là bằng chữ B, nếu mà nhắn chữ B thì timer nó sẽ nhắc timer đi, counter đi. Dạ em xin hết.